Chào thưa các bạn. Vâng, xin mời các bạn, chúng ta đến với cả game đấu thứ 3 ra trên map Overcrowd. Và đây là game thủ đến từ team Keteroster Z của ông ta. Hiện nay Z chiến thắng ở trong vòng 2 game đấu vừa rồi. Và King Slayer đang ở một vị thế rất là có lợi. Vâng, Z của ông ta đây là một bên ngoài ạ. Anh đã vẽ hình có mấy cái pylon tạo thành cái gì. Và đây là game thủ rớt màu cam của ông ta. Anh ấy chính là thành viên từ team SK Telecom T1 Su. Vâng, anh Su của ông ta chính là game thủ rớt màu cam ở vị trí phía trên bên tay phải hướng 1 giờ. Hôm nay thì tôi nhìn thấy rằng khuôn mặt của Su vẫn rất là bình tĩnh thưa các bạn. Tôi là một trong số ít những game thủ rớt hiện nay đang giữ vững phong độ của mình. Rất nhiều game thủ rớt đã coi như là tụt xa suốt phong độ. Từ đó thì Su thì sau 3 lần vào đến chung kết GDL mà và 3 lần vào đến chung kết của GDL mà không vô địch nổi lần nào. Hiện nay anh vẫn tiếp tục vào đến bán kết lần thứ tư các bạn. Cái gì đây? Vâng, cái gì đây? Đây chính là nhà thứ hai. Vâng, hatchery thứ hai của Zed đã đặt ở vị trí mỏ vàng của King của Zed. Vâng, đó là một thực sự là một can start rallying units out there right away with those extra minerals. Tôi đang suy nghĩ các bạn. Đây là một điều hết sức lạ lùng. Đây hình như là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy các game thủ rớt quyết định ăn mỏ vàng của đối phương. Z thời điểm này không hề nào phát hiện ra nổi cái vị trí đó các bạn. Anh ấy bắt đầu đưa quân ra. Vâng, đưa quân ra. Thời điểm này mà đưa quân ra đến nơi thì đưa con pop ra đến nơi thì chỉ nhìn thấy đối phương đang lên cái summoning pool mà thôi. Vâng, summoning pool. Đấy các bạn thấy đây. Một nhà luôn. Vâng, đưa drone đi rồi. Có thể nói là một chiêu trò rất là lạ lùng của game thủ rớt của ta. Con pop thấy là lạ. Vâng, con pop tò mò thấy là lạ. Quyết định đi theo luôn. Đi theo để sang đến nơi sẽ nhìn thấy cái mỏ vàng ở phía này. Vâng, pop đang rất là lạ lùng các bạn. Đang follow theo đúng một con drone kia. Và thì thấy rằng hiện nay thì phố lộng tạng của ông ta cũng đang lên cho mình mỏ 2 rồi. Hiện nay thì Đăng đã sang nơi rồi. Nhìn thấy mỏ vàng của mình. Ôi giời ơi. Quá là bất thường luôn. Không thể tin nổi mắt mình nữa. Con pop này chắc là nó cũng đang phải tự vả mặt mình để xem mình có mình đang mơ hay là mình đang tỉnh nữa. Không thể tin nổi là đối phương lại ăn mỏ vàng của mình như này. Phải nói đây là một quyết định cực kỳ liều mạng nữa bạn. Khi mà không phải là mỏ vàng của rớt mà lại là mỏ vàng của Protoss. Đây là một cái vị trí rất xa mỏ. Và rất khó khăn các bạn, phải nói rằng là rất khó khăn cho Su để phòng ngự được cái vị trí mỏ vàng này. Nên phố tổng ta bắt đầu đưa cho mình con rìu ra ngoài rồi. Có vẻ có lẽ không quyết định lao thẳng sang mỏ của cuối phương cơ. Vâng, lao thẳng. À không, đã không lao thẳng sang mà chỉ dừng ở đây mà thôi. Anh quyết định phòng ngự. Thế này thì phố tổng ta cũng rất sợ khi mà đối phương đưa cho mình cái con dương linh vào mỏ. Rất nguy hiểm để và cũng rất khó khăn để phòng ngự được. Các bạn thể thấy là hiện nay thì con xe truy đưa ra để người xịt anh nhìn overlock này. Ồ, nó tốt nhất là nên bay thẳng ra ngoài thôi. Hiện nay thì Queen cùng với cả... Ồ, drone lại không ăn mỏ bình thường. Đi đâu đây, Vâng, đi ra làm gì đây? Làm gì đây? Đặt Spy à? Tôi nghĩ chuẩn bị đặt Spy này, chuẩn bị nhà Creep để đặt Spy chứ? Vâng, đúng rồi, làm gì đó. Vâng, tuy nhiên vừa đặt Cancel rồi, đặt luôn Spy. Đúng rồi, chính xác rồi. Hiện nay mà sẽ có phát hiện ra rồi, tuy nhiên này đã ở đây đã có Queen chưa bạn? Đã có Queen rồi. Khi mà đã có Queen ở đây rồi thì tốt nhất là không nên là làm gì hết. Các bạn thấy hiện nay thêm cả 3 con, vâng, 3 con drone nữa được đưa ra. Dương linh hiện nay của ông ta cũng đang được rất là hổ báo ở đây để có thể là gây khó khăn. Chúng ta có thể nhìn thấy hiện nay đang có một cái... Vâng, đây rồi, Creep 2-1. Bắt đầu giải Creep rồi. Tôi có thể nhìn thấy là hiện nay thì... Ui, Fogfield, vâng, Dương linh vào được phía trong thì đã bị Fogfield rồi. Hiện nay phối hợp ta sẽ làm gì đây? Vâng, Fogfield nữa, yeah! Dương linh kẹt ở phía ngoài rồi. Ngày phố tổng đã hoàn thành xong cho mình nhà Fox bắt đầu ra xuống cho mình Canon rồi các bạn. Canon rớt. Thế tốt nhất là nên sử dụng Canon đẩy thẳng ra ngoài thôi. Không nên... Ui, giờ bật phố tổng chào rồi. Bật phố tổng chào rồi. Queen kia bị đuổi hết ra ngoài rồi.
hiện nay Overlord cũng đã bị đuổi ra ngoài rồi bạn. Các bạn nhìn thấy rằng hiện nay ở vị trí sau còn có 3 tổng số lượng spy cao lở phía này, tôi nhìn thấy là 4 cái rồi. Rất hiện nay đang bắt đầu ăn cho mình 2 ga. Vâng, thêm 2 ga nữa là tôi gọi đó là 4 rồi. Khả năng sắp sửa sử dụng Bailing Net rồi. Sắp sửa lên Bailing Bird đối phương rồi. 3 cái spy cao lở đặt ở đây, tuy nhiên hiện nay đã có Immortal rồi. Vâng, Immortal chơi luôn Queen cũng được. Có thể nhìn thấy rằng hiện nay thì vâng, phá xong nhà Fog rồi. Bây giờ Fog phải đặt lại rồi. Ô tô hôm nay đang lên cho mình Immortal để chuẩn bị mà đưa ra mà phá Spy thôi các bạn. Đối phó với Spy thì không khó khăn gì tại điểm này khi mà Poto đã có cho mình nhà Robo rồi. Ở phía bên này thì vâng, 2 Zilot được đưa thẳng vào vị trí mỏ của đối phương rồi. Cái này thêm Spy nữa là 4 cái ở đây rồi. Immortal vẫn chưa dám lao ra được bạn thời điểm này tại vì đối phương đã có Queen rồi. Hiện nay Poto cũng đang cần đến con Immortal nữa. Khi mà có 2 Immortal thì có thể dễ dàng tấn công được, dễ dàng phá ra được 4-5 cái spy ở phía ngoài kia. Hiện nay thì hai con giọt này đang quay, vâng đang quay để mà xử lý đàn drone. Vâng, đã bị đối phương sâu ra rồi. Thế giữ linh cũng đã ra và sâu ra được 2 con giọt này rồi. Vâng, xong rồi. Này phía này thì Poto đã mất cho mình Pylon, mất thêm cả Gate rồi. Còn như thế hiện nay con Immortal cũng đã là 2 con. Nhưng mà thời điểm này thì thời này tất nhiên là giờ chúng ta cũng không thể nào tiếp tục đưa thêm quân vào nữa. Ôi rồi ôi, giờ linh không phát hiện ra được cái pylon kia rồi, tôi xong rồi. Này giờ bắt đầu đưa thẳng vào vị trí bên trong linh bay của giờ rồi. Giờ linh đang loanh quanh ở vị trí màu ba đấy bạn. Chúng ta không hoàn toàn được đúng cái vị trí mà nên đặt cho mình cái pylon rồi. Này thì đua đang cắm đầu bấm cổ chạy, giờ linh đang cố gắng đưa trở về để phòng ngự có kịp không? Không được rồi, giờ này hiện nay đã dàn hàng như này có vẻ là hơi bị cứng nhắc rồi. Cứng như thế này sẽ rất là khó. Ô không được, đã có 2 ra rồi, vâng, có 2 ra rồi. Và giờ Immortal lao ra, vâng, xong luôn. Chạy vào đâu, vâng, xong rồi. Các bạn thấy đấy ạ, Immortal nó rất cứng rồi bạn. Đặc biệt là nó phòng ngự, khả năng phòng ngự của Immortal cực kỳ cao. Tuy nhiên hiện nay giờ của bạn đã có cho mình cái con 2 ra rồi. Vâng, đã có 2 ra rồi. Có thể rằng 2 ra thì chia ở khắp nơi như này. Thế này Poto của chúng ta thì phải không có 2 ra. Tốt nhất là nên đặt cho mình cái nhà Robotic bay để tích lên cho mình con Colo thôi. Đừng có lên tích Immortal gì cả. Tại vì Immortal nó không được sự hiệu quả đối với cả 2 ra. Bị counter bởi 2 ra rất nhanh như thế bạn. Và nhìn thấy rằng là Creep đã đứng dài xung quanh để thay cho Creep. Bây giờ, hôm nay 2 con này đứng dài gì đó. Quên rồi, chắc chắn quên rồi. Tôi thấy rằng hiện nay giờ đang bắt đầu mát Hydra rồi. Mát giữa Hydra và hiện nay thì Hydra đi đông hung hãn rồi bạn. Không biết là Immortal làm sao để đâu được với Hydra đây khi Hydra đã 17 con rồi. Chưa kể thêm 5 con nữa đang được mob ra. Với số lượng Hydra như vậy thì rất khó khăn cho game của. Và ui dồi, thêm cả Pylon ở phía trong này bạn. Death cũng đã liên tục Hydra khiến cho Su đang khá là bất lực trước những khả năng Hydra liên tục của Poto như vậy. Nên Poto chúng ta đang lên cho mình Warp Prism. Không biết anh ấy đang định làm gì nữa. Tôi nghĩ rằng thời điểm này anh ấy đã biết rằng đối phương có Hydra rồi. Tại sao lại quyết định không tích lên Colo? Đó là một cái bất lợi khá lớn. Hiện nay thì bất lợi lớn nhất của Zerg đó chính là hai mỏ ở quá xa nhau nên khả năng phòng ngự rất là kém các bạn. Trong đầu đối phương Poto bây giờ mà đưa cho mình Warp Prism đi mà tấn công ở khắp nơi cực kỳ nguy hiểm. Này Hydra rút ở vị trí bên ngoài này. Vâng, Poto bắt đầu Warp thêm Sentry và thêm cái Zilot rồi. Tấn công mà không? Vâng, tấn công mà thôi. Giờ thời điểm rồi. Thế này giờ của ta mà lục rút cho mình Hydra về rồi. Vâng, Fog Field đi. Hydra nó áp sát bây giờ. Không được, Dương Linh áp sát vị trí quân đội của Poto rồi. Dương Linh này đang ở vị trí phía sau đang bắt đầu cắn mình, cắn cả Immortal, cắn Sentry rồi. Không kịp recoil của các bạn, không ổn rồi. Massive Core của chúng ta ở phía ngoài này có vẻ hơi bất lực, bất lợi rồi. Thì này của tôi tiếp tục quát thêm những con Zealot lên, nhưng mà Zealot đối đầu với cả những con Hydra hoàn toàn là bất lợi của các bạn. Thì này không ổn rồi, Immortal chạy vào đâu bây giờ đây? Này hoa bây giờ mới để nhắc được cho mình hai con Immortal của tôi. Mất Immortal rồi. Ô không được, con này vẫn sống ạ. Vâng, giờ chúng ta đã bỏ quyết định bỏ cuộc. Tuy nhiên anh ấy rút quân của mình về vị trí sau để chuẩn bị tấn công thẳng vào vị trí mỏ của Poto rồi. Cái tồn tại này không biết làm nào phòng ngự đây. Anh ấy chỉ có mấy cái gate nhẹ lẻ lẻ đây, không thể nào warp quân liên tục được các bạn. Mình nhìn thấy rằng vâng, đàn Hydra lao rồi. Hydra đang hỏi tầm 29 con. Đối đầu với cả Hydra thì đó là Canon. 4 Canon này không ăn thua rồi khi mà vâng, Hydra dàn quân bắn rất nhanh các bạn. Bùng ngay mấy Canon luôn. Này Immortal đưa sang bên này, đang được đưa sang vị trí mỏ bên bầy của đối phương để mà đập. Mình đập nổi không đây, đập nổi không đây, không được rồi. Mất một con Immortal rồi. Thế này Zilot ở đây rất đông nhưng cũng không ăn thua nữa. Và như vậy là GG. Vâng, sẽ có GG rồi. Như vậy tỷ số hôm tại này đã được rút ngắn, thì còn là 2-1 mà thôi. Su đã có điểm số đầu tiên cho mình. Chúc mừng cho chủ Su của chúng ta các bạn.
Và chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ tư thôi. Game đấu thứ tư của chúng ta diễn ra ở trên map Catalina, một cái map với 3 vị xuất phát. Phải nói rằng là game đấu vừa rồi khiến cho Z của chúng ta rất là lung túng các bạn. Rồi lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một cái trận đấu mà rất chơi như vậy. Và có khả năng rằng là ngay cả Z cũng hơi lung túng. Có lẽ là Z cũng là lần đầu tiên là được chứng kiến một cái trận đấu kiểu như vậy. Hơi bị bất bình thường. Nhưng mà không sao. Map trận đấu tiếp theo của ông ta cũng là một không phải là một cái map có màu vàng, cũng chắc là của Z cũng sẽ không dám chơi trò đấy thêm một lần nào nữa đâu. Chúng ta chuẩn bị đến với cả game đấu thứ tư thôi các bạn. Game thứ tư diễn ra ở trên map Catalina, tỷ số hiện nay đang là 2-1.